không còn gỗ để làm như hồi xưa nữa. Chơi rừng nhiều, người ta chặt gỗ thoải mái, người ta làm nhà, bây giờ đâu còn gỗ thế đâu. Ở đây nó có 10 hecta khu vực rừng bị cháy. Cho nên là bằng mọi giá phải giữ được cái khu vực này. Anh em mình làm du lịch bền vững, không để tổn hại đến thiên nhiên. Trạm quan sát xã Quảng Khê hay còn gọi là nhà dài thuộc xã Quảng Khê, nằm sát ngay dòng chảy của dòng sông Đồng Nai. Để đến được nơi này phải là những tay lái có nhiều năm kinh nghiệm trên những địa hình đồi núi khúc khuỷu. Đường đi đến đây khá dốc, người ta di chuyển chủ yếu bằng xe địa hình chuyên dụng cho khu vực đường núi. Cái ý tưởng là ở đây nó có 10 hecta khu vực rừng bị cháy và mình sẽ mua cây giống về để mình thay thế, phát dọn hết toàn bộ mấy cái này rồi mình thay thế trồng những cây vườn lớn đó lên. Quảng Khê là xã trung tâm của huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Xã Quảng Khê có diện tích trên 100 km², dân số vào năm 2009 là khoảng 12.000 người. Quảng Khê là vùng đất giao thoa hội tụ của những giá trị văn hóa, dân gian, truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng riêng thể hiện qua các lễ hội gắn với đời sống tâm linh huyền bí như sử thi, sinh hoạt công chiên, các điệu múa dân gian truyền thống, văn hóa ẩm thực, trang phục. Dân tộc Mơ Nông chiếm tỷ lệ khá đông đảo ở Quảng Khê, mọi người sống theo kinh nghiệm và tập tục truyền từ nhiều đời. Nam nữ, trẻ già, ai cũng thích rượu cần và thuốc lá cuốn. Trong văn hóa Quảng Khê, nổi bật nhất là lối kiến trúc nhà ở truyền thống của người Mơ Nông hay còn gọi là nhà dài. Ngôi nhà truyền thống của người Mơ Nông trải qua nhiều thế hệ, mỗi ngôi nhà có chiều dài tối thiểu 30m, có khi dài đến 100m. Khi trong gia đình có thêm người cưới vợ gả chồng, tách thành hộ riêng, ngôi nhà sẽ nối dài ra để cùng chung sống. Tham quan trạm quan sát xã Quảng Khê, chúng tôi được lưu trú tại ngôi nhà đặc biệt này. Mặc dù nằm cách xa trung tâm, nhưng nhà dài Quảng Khê có diện tích khá rộng rãi, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ với sức chứa tối đa khoảng 30 người. Bên trong nhà dài còn được trang bị sẵn lều ngủ, túi ngủ cho du khách đến nghỉ ngơi. Ở trạm quan sát xã Quảng Khê, chúng tôi còn leo qua những cánh rừng để khám phá quang cảnh xung quanh. Thấy được nhiều nơi ở Quảng Khê vẫn chưa được phủ xanh, chúng tôi có những ý tưởng phát triển du lịch sinh thái ở chính nơi đây từ việc trích một phần lợi nhuận, từ đó lập quỹ trồng cây gây rừng. Một lưu ý nhỏ để di chuyển tốt qua những cánh rừng ở Quảng Khê là bạn nên chuẩn bị giày leo núi chuyên dụng, chống trơn trượt, đặc biệt là vào mùa mưa. À, có duyên quá trời luôn, thằng làm chết mẹ thằng đứng quay phim. Hồi quýnh thì rớt suối luôn hả con? Hai ký ngữ rồi. Má bơm 4 bánh này là phải làm 4 mà. 1 bánh là 1 tô. Từ nhà dài Quảng Khê nhìn ra là những dãy núi trùng trùng điệp điệp uốn lượn bên dòng sông Đồng Nai xanh biếc. Phía bên trái nhà dài là đỉnh Tà Đùng, là nơi mà người Pháp đã chinh phục và đánh dấu đỉnh cao nhất Tà Đùng 1982m. Nơi cao nhất trong dãy núi nằm ở hướng bên tay phải của nhà dài được gọi là Mũi Đại Bàng. Cùng với đỉnh Tà Đùng, đây cũng là một trong những top những ngọn núi cao nhất ở Đắk Nông. Bên dưới trạm quan sát xã Quảng Khê là dòng chảy của dòng thủy điện Đồng Nai. Gắn liền với đập thủy điện Đồng Nai là hồ Tà Đùng, được ví là Vịnh Hạ Long trên cạn ở Tây Nguyên. Xung quanh trạm quan sát xã Quảng Khê là những dãy rừng và đồi núi xanh bạc ngàn nối tiếp nhau. Nơi đây có diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và cũng là nơi sinh sống của nhiều loại chim đặc hữu. Để tham gia những trải nghiệm tuyệt vời và lưu trú tại nhà dài Quảng Khê, bạn có thể liên hệ với mình qua thông tin để ở phần mô tả nhé. Cùng Phúc Nguyễn chèo thuyền trên sông và ngắm ngọn thác Đạ Nun trên kênh Đi Cùng Tiêu Do Tử ở video tiếp theo nhé.